Thưa quý vị, chương trình Sắc màu văn hóa các dân tộc ngày hôm nay sẽ đưa quý vị đến với Tháp Bản Dốc, nơi đang diễn ra lễ hội du lịch và liên hoan hát then đàn tính lần thứ nhất. Đến với lễ hội, du khách sẽ được thưởng thức các làn điệu then tính của quê hương, được hòa mình vào không gian văn hóa nghệ thuật đặc sắc của nước bạn Trung Quốc. Mùa thu tháng 10, mùa của những cánh đồng lúa chín vàng nhuộm bờ sông Quây Sơn thơ mộng. Tháng của hương cốm vấn vương, của vị ngọt bùi hạt dẻ mang lại. Trong tiết trời thu tháng 10, không gian sinh hoạt văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày Nùng được tái hiện rõ nét tại lễ hội du lịch Thác Bản Dốc. Lần đầu tiên, một lễ hội quy mô của tỉnh được tổ chức, giới thiệu với bạn bè du khách thập phương vẻ đẹp của vùng đất con người, của những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Tày Nùng Cao Bằng. Sau hồi chống khai hội, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao truyền thống được tổ chức đồng loạt tại nhiều địa điểm trong khu du lịch Thác Bản Dốc. Du khách đến với lễ hội được tham gia vào các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như tung còn, đẩy gậy, lầy cỏ, kéo co. Tham quan triển lãm ảnh về con người và cảnh đẹp non nước Cao Bằng, thưởng thức ẩm thực, đặc sản của địa phương như hạt dẻ, bánh cốm, thạch trắng, dồi ngũ sắc, thịt lợn quay. Những hoạt động này giúp du khách cảm nhận trọn vẹn hương nét đặc sắc trong đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc Tày Nùng Trùng Khánh, Cao Bằng. Mình là một cái cảm giác rất là phấn khởi mà cũng không thể diễn tả được. Tại vì mình thì cũng không phải là lần đầu tiên đến cái Thác Bản Dốc này. Tại vì đây là một cái là cái danh thắng rất là đẹp của Việt Nam. Nhưng mà cái năm nay thì lần đầu tiên Ủy ban tỉnh tổ chức cái lễ hội. Mình cũng rất ngạc nhiên mà đầu tiên mà tỉnh làm rất tốt, ngay từ đường cái lượng người thì rất là đông nhưng mà không hề bị ùn tắc gì cả, và cái nói chung là cái không khí đúng là rất là không khí lễ hội. Và hôm nay thực ra đến Cao Bằng cũng biết là đất của người Tày, nhưng mà cũng là lần đầu tiên mình mới được nhìn thấy những cái chế bộ trang phục Tày nó rất là đẹp, và những cái là bây giờ cũng đang nghe được những cái làn điệu âm nhạc cũng rất là hay, thì mình rất là phấn khởi rồi. Điểm nhấn của chương trình là đêm giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa huyện Trùng Khánh Việt Nam và hai huyện Tịnh Tây và Đại Sơn của Trung Quốc. Tại đêm diễn, các làn điệu dân tộc vùng miền được thể hiện bởi diễn viên nghệ thuật quần chúng đến từ hai nước. Những bài hát ngợi ca quê hương đất nước nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Trong những bộ trang phục truyền thống, các cô gái chàng trai Việt Nam Trung Quốc cùng hát vang bài hát ngợi ca tình hữu hảo giữa hai quốc gia dân tộc. Bước sang ngày hội thứ hai và cũng là ngày 13 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh thể hiện những làn điệu then tính đặc trưng của dân tộc vùng miền trong liên hoan hát then đàn tính toàn tỉnh lần thứ nhất. Trong không gian văn hóa nghệ thuật của cộng đồng người Tày Nùng, công chúng khán giả biết đến khởi nguồn của then tính được bắt đầu từ cuộc sống lao động tập thể, từ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng người Tày cổ. Then tính phát triển gắn liền với quá trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nơi quê hương biên viễn Cao Bằng, mảnh đất được coi là nơi khởi nguồn của phong cách then nam hay còn gọi là then võ, nơi có nhiều thầy then giỏi nghề hát hay đàn giỏi, thực hành các nghi lễ then đúng quy cách cổ truyền. Tôi tham gia một cái lễ hội lớn như thế, tôi rất vui mừng và phấn khởi. Xưa nay tôi chưa được bao giờ thấy cái hội lớn như thế này. Tiếng hát lượn đàn tính của tỉnh mình, huyện Trùng Khánh mình thật là đẹp đẽ, vui vẻ. Rồi, tôi cũng mong rất là phấn khởi về truyền đạt những cái tiếng then của ngày xưa để lại, về truyền bá lại cho con cháu sau này cứ thế mà phát huy bản chất dân tộc của mình. Các làn điệu then tại liên hoan có sự tham gia của nhiều thành tố nghệ thuật khác nhau, mà tiêu biểu là nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật biểu diễn cộng với môi trường diễn sướng mang đậm màu sắc tâm linh. Sự phối kết hợp các thành tố trong nghệ thuật biểu diễn như hát, đàn tính, sóc nhạc, múa, một cách đan xen hòa nhập đã tạo nên một hình thức nghệ thuật biểu diễn then khá đặc trưng của người Tày Nùng. Mỗi đoàn dự thi mang đến những sắc màu riêng, bởi then của mỗi địa phương là sự phản ánh những sắc thái và phong cách biểu diễn của từng địa phương đó. Tôi rất là vinh dự và tự hào được mang lời ca, tiếng hát, những cái làn điệu hát then đàn tính, dân ca
dân tộc cổ của Trùng Khánh mang đến cho bạn bè thập phương trong hội then đàn tính lần thứ nhất được tổ chức tại quê nhà Trùng Khánh. Những sắc màu văn hóa cộng đồng dân tộc Tài Nùng các vùng miền tỉnh Cao Bằng được du khách bạn bè thập phương cảm nhận rõ nét nhất khi đến với lễ hội du lịch và liên hoan hát then đàn tính, để từ đó làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của huyện Trùng Khánh và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, khơi dậy tôn vinh phát triển các thể loại dân ca, dân vũ và thể thao quần chúng các dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần lưu giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.